Hello, xin chào tất cả anh em. Thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái bộ năng lượng mặt trời giá bình dân nhưng mà hiệu quả và kinh tế rất là cao. Thì miền Bắc thì mất điện rất là nhiều. Đấy, năm nay là năm nắng nóng rất là nhiều và tình trạng mất điện là dự kiến là sẽ còn kéo dài nhá. Thì đây là cái tấm pin mặt trời 100W. Mình mua ở trên Lazada với giá là 1.090.000 nhá. Tấm pin này là tấm pin công nghệ Molo. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, tấm pin công nghệ Molo. Thì đây là cái tấm pin đấy, mới nhá. Đấy, thì mình cũng chỉ đặt ở trên mái này thôi. Đặt ở trên mái này cũng chẳng có cố định đâu. Đấy, kê lên cái viên gạch để cho nước mưa nó khỏi vào thôi. Còn đây là hai cái rắc của nó. Đây, kê lên cạnh cái năng lượng mặt trời bình thái dương năng nhá. Đấy, đây là tấm pin Molo 100W này. Sẵn tiện đây thì mình chia sẻ luôn cho anh em là cái lọc nước đầu nguồn nhá. Cái lọc nước đầu nguồn này rất là quan trọng. Đấy, nó lọc sạch cái nước sạch cho cả gia đình của mình, bảo vệ các cái thiết bị nước, thiết bị điện nước. Đấy, bảo vệ các cái vòi này, bảo vệ bình nóng lạnh này. Đấy, và mình nấu ăn rửa rau các thứ là sạch sẽ nhá. Đây là nó có 3 lõi này. Đấy, bộ lọc thô này thì nước sẽ chảy vào cái bể ngầm và từ bể ngầm máy bơm sẽ hút lên qua cái bộ lọc thô này và nó vào téc, thì cái téc này nó sẽ đưa nước xuống cả gia đình nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ xuống review lốt cái bộ năng lượng mặt trời này của mình. Rồi, điện từ tấm pin năng lượng mặt trời nhá, nó sẽ đi qua cái con sạc này. Đây là con sạc của hãng Suer PWM. Con sạc này là con sạc giá rẻ nhưng mà mình cũng mua trên Lazada là 290.000 nha các bạn nhé, 290.000 con sạc này. Thì đấy, điện mặt trời nó sẽ đi qua con sạc này đấy, và nó sẽ sạc vào cái bình ắc quy này, các bạn thấy chưa? Đây là cái bình ắc quy 12V 50Ah. Đây là con bình ắc quy mới nhá, mình mua là 1.200.000 đấy, 1.200.000. Thì mình sử dụng với cái cặp này, với cái đèn này. Đấy, thì mình cặp vào đây là mình sẽ đủ để thắp sáng liên tục hết một đêm luôn. Đấy, hết một đêm. Đây các bạn có thể thấy đây là cái bóng đèn 12V. Chỉ việc kẹp vào đây là có thể thắp sáng thoải mái. Đấy, là kết hợp với một cái quạt nữa. Đây, một cái quạt, một con quạt 12V là mình chế nhá, chế bằng cái thân quạt đồng lát này. Đấy, và cái motor 12V như này, một cái motor 12V như này thì các bạn có thể là chế vào. Đấy, lắp cái cánh vào, và nếu mà nói là dùng cái quạt này với cái bóng này mà khi mà sạc đầy cái bình ắc quy 12V 50Ah này thì có thể dùng được hết một đêm. Đấy, hết một đêm. Đấy, các bạn thấy chưa? Gió rất là mạnh nhá, gió rất là mát. Đấy, thì bình này là bình mới này, bình ắc quy mới 12V 50Ah 1.200.000. Đấy, với bóng đèn, với quạt, bóng đèn thì chẳng biết mua bao nhiêu. Đấy, quạt thì là mình chế nhá. Đấy, vậy là tổng thiệt hại là chưa đến 3 triệu đồng. Đấy, mà bộ này thì mình dùng thì thoải mái luôn. Là mất điện một cái là dùng hết đêm. Đấy, quạt cho trẻ con là ngủ là cũng không phải quạt bằng tay, mà chi phí thì rất là rẻ. Đấy, không phải đầu tư cái gì nó tốn kém cả nhá. Đấy, thì là chỉ đơn giản vậy thôi. Lúc nãy là mình có nói là cái tấm pin năng lượng mặt trời là mua là 1.090.000 này, bình ắc quy là 1.200.000 này, vậy là gọi là 2.300.000 rồi. 2.300.000 với là cái sạc. Đấy, cái sạc này 290.000 và cái jack MCU nữa gọi là 300.000 đi, vậy là có 2.600.000 thôi. Đấy, với quạt với đèn này gọi là 3.000.000. Thì cái bộ này anh em có thể lên trên Lazada để mua nhá. Đấy, giá thì nó rất là rẻ, giá rất là rẻ mà chỉ cần thế thôi. Đấy, không cần phải đầu tư pin lithium làm cái gì cả. Nếu như anh em mà đầu tư một cái bộ to đấy thì lên đầu tư pin lithium nhá, còn không thì cứ chơi bình ắc quy kín khí như này thì có mà dùng thoải mái, tẹt bô không phải nghĩ. Đấy, với quạt với đả đèn như này thì có mà thắp sáng hết một đêm nhá, thắp sáng là quạt hết một đêm thôi.
Đấy, chia sẻ cho anh em tham khảo cái bộ bộ điện năng lượng mặt trời bình dân này. Đấy, chưa kể là cái dây này nhá, dây này mình làm dây bình thường thôi. Dây bình thường thôi, không cần phải dây to làm gì cả. 10 mét dây từ trên tầng 3 xuống dưới này nữa. Thực ra thì mình cũng có ý định là đầu tư một cái bộ điện hybrid. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì nó khá là tốn kém, và nếu như là không mất điện thì nó cũng không cần thiết lắm. Đấy, đầu tư một bộ như vậy thì nó thành là tốn kém nha các bạn nhé. Thì các bạn có thể là cân nhắc. Đấy, cái bộ này có thể dùng chống cháy trong cái lúc mà mất điện như thế này. Đấy, chỉ cần đơn giản với tôi, ví dụ như là miền Bắc nó mất điện triền miên trong khoảng 4-5 hôm thì dùng cái bộ này là được rồi. Còn đến cái thời điểm hiện tại thì nó lại không mất nữa. Đấy, thi thoảng nó mất một tí thôi. Thì đầu tư mấy chục triệu ra thì nói chung là cũng hơi lãng phí. Thì thay vì vậy đầu tư này có 3 triệu rồi. Quạt rồi là đèn như này là đủ để thắp sáng rồi, cũng như là quạt mát cả gia đình rồi. Thì họa hoàn nó mới mất thôi, chứ không phải là lúc nào nó cũng mất. Thì anh em tham khảo. Và mình cũng khuyên anh em là không nên chơi cái hàng cũ nhá. Bình ắc quy, anh em ít tiền thì mua bình mới, dung lượng bé, chứ đừng mua bình cũ. Nói cho anh em biết là những cái bình cũ là bình hết đát rồi. Thứ nhất là độc hại, thứ hai là nó lưu trữ được rất kém. Đừng ham rẻ mà mua bình cũ. Tiếp theo là cái pin năng lượng mặt trời thì anh em cũng đừng nên mua cũ. Ví dụ như anh em chỉ có 1 triệu thì mua cái loại 100W thôi. Và không nên là 1 triệu là mua cái loại tháo mái là bị lứt kính, thì cái loại đấy thì dùng nó sẽ rất là nhanh hỏng. Không tội gì phải mua những cái hàng phế phẩm ấy. Đấy, riêng pin, các loại pin ắc quy, pin năng lượng mặt trời thì không nên mua hàng cũ nhá. Anh em có bao nhiêu tiền thì chọn mua hàng mới, trong cái tầm tiền là tốt nhất, không nên mua hàng cũ. Thế là mình khuyên thật anh em vậy. Nhất là những cái thằng pin năng lượng mặt trời mà tháo mái mà bị lứt kính này, rồi là bị lứt kính, rồi là bị nó gọi là gì đấy, thì nói chung là không nên mua hàng cũ nha anh em nhé. Đấy, cũng có hàng cũ tốt nhưng mà giá nó cũng khá là đắt, và rất là khó để mua được cái hàng mà cũ mà tốt hẳn nhé. Đấy thì anh em nên tham khảo. Ok, xin chào anh em.